Yêu xin chào các bác nhé. Cháu chào ông Biển nhé, một cao thủ môn võ nghệ, Ok. cây đầu tay đã xuất xưởng rồi các bạn. Đây hôm nay mới về một cái cùng cái si kia. Bây giờ mấy anh em chú cháu nhặt lá các bạn nhé. Cắt quá hơn đâu, cái bấm bấm Cái bấm ấy. bấm vứt kia mấy cái đâu hết đấy, nhặt đi được cái này thì bấm. Nhặt được, đừng để nó gãy ngọn. Cái này đây để mà sai chia sẻ nhặt lá xem cái cốt cốt cây đây, cốt này là cốt xịn các bác nhé, nhặt sang để mai thay chậu, và một cái cây nữa mới về hàng, có kéo con được nhặt thì nó sợ nó tụt mất ngọn. Rồi nhặt ra một cái mầm non này nó còn được. Đấy. Mầm non này mình sang chậu mầm non là héo hết rồi. Đây hai ông cháu nhặt để chuẩn bị cho sang cái chậu mới. Để tẹo nhặt nhặt ra chia sẻ với anh em ngắm nhé. Con này thì cốt của nó quá chất rồi. Nhìn cốt phê trong biển. Nhìn đáng đồng tiền. Form nó gấu, đồ già. Đấy, cái đấy tỉa đẹp quá. Có những con như này đâu có phải kiểu định bảo không mua rồi các bạn, thế là gặp lại phải mua đấy. Mà không mua thì bây giờ lấy gì mà bán. Gặp những con như này đâu phải chuyện dễ lắm. Đến mà kim không chơi cây vào còn biết cây này già không đẹp. Cứ chơi cây có tâm với cây các bác là lại cho mình nhà, cho mình đất và cho mình cây tô. Ôi giời ơi, đấy là thật sự thật đấy các bác ạ, đấy em sai chia sẻ rất là thật nhé. Đấy. Quan trọng là mình chơi thế nào và mình làm như thế nào thôi. Thế thật sự như thế gì nữa, nếu mà đi đúng hướng đúng đồ mình chơi và làm thì cũng nhiều người làm khác nhau, mỗi người một lối đi. Người thành công thì này có tiền thì mua hẳn cái hoàn thiện chơi. Mày ăn được phải nó nhanh hơn cắt. Tôi đừng nghĩ vẫn người ăn. Ngược một chân thì nó xuống. Vẫn ngược một xước rồi. Rất là thế. Mày 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 ra cái tranh bọn cánh. Kéo đi thì nó đứt, kéo lại nó xước. Xước mắt. Ui gì kéo này thì cắt gì? Cái này Tuấn trêu. Kéo cắt làm sao được. Không có cái kéo bấm của cháu bấm dễ. Cái bấm con ấy thì bấm được. Bấm chỉ. Thế mà cái bấm của cái bấm con ấy cơ. Nhặt tay này cũng được. Nhặt tay được mà. Bấm thì vẫn phải luồn, nhặt luồn, bấm luồn thế. Không đâu, kéo cái ấy kia ở nhà cơ, cái tí đồ kia ở nhà cơ thì nó còn còn nhiều cháu bấm. Cháu sáng mà cháu bấm ngon sáng. Lần này cây vẫn đang rất là sốt các bác nhé. Anh về cái nào thì cũng mất cây đấy, đằng cây nào là cũng mất cây đấy luôn. Một cây đồ đẹp về phải chia sẻ với anh em. Cái này chia sẻ các bác này, đợt này đang nuôi vai nhé. Vai này khoe là mai lại mất bây giờ. Đấy. Bán cho anh em có tâm, chia sẻ cho anh em cùng nghề. Nói chung là mất cây bây giờ ấy mà. Con này phải nói là nó được cả hai mặt đẹp nhỉ, mà sau nó còn nu kinh, tứ diện. Con này đẹp hơn, cùng hơn giá tiền kia mấy triệu, đẹp hơn con hôm nọ ông kia ông bảo hơn 30 ấy nhỉ. Con đấy nó lệch form, form này nó không bé đâu anh em, nhìn trong ảnh bé ngoài to đấy các bạn, mảnh còn trăm mấy đấy, đầy dữ. Đi găng tay tuốt lá để thay sang chậu. Mình chưa cắt đâu nhưng bắt buộc phải cắt, thì nó đang vào cái phần biến này, đấy, phần mặt cây đấy nhé. Cái này từ giờ đến cuối năm cái chốt này, cái chốt chốt này này, chốt này nó to ra nhìn nó gớm lắm. Lúc kia cây kia lên ra cái mầm nào là phải cái mầm đấy. Cam trước này nó lại không có cái cam trước các bác, cái
cái vai này không mọi người nhá, cái vai này là cái vai mà ấy nhá, vai cây xịn của nó này. Cái này hầu như là không có một cái chắp ghép nào luôn, còn cái chất cây này vai được tay cái này rất hay, được hai cái vai, được cả cái chốt chốt đỡ trước, chốt đỡ sau, chốt đỡ ngọn này, nó được cái chốt cũ chứ không phải chốt mới luôn, nên là nó quý, là quý ở cái hơn nhau cái điểm đấy, hơn nhau cái tay cũ ấy. Chất da cũng đẹp, con này nó được cả đấy, đang để cái này đang túm lum mà chi đấy, nuôi này thay mai sẽ thay cái chậu nó lột lên vào cái bể nó khác đi, xèo mua tạm cái chậu thay sang một chậu đắp vừa thôi, còn tầm 2-3 triệu đấy, cho vào cái nó nổi ngay, chậu 3-4 triệu dưới đây có, lê làm gì có chậu gì 3-4 triệu, 300-400 hả, làm gì chậu lê, làm gì bán chậu 3-4 triệu có yển, chậu nào, chậu Đồng Nai à, không, cái này nuôi đang nuôi chậu bê tông thôi, hôm nào nó mà hoàn thiện thì nên nói chậu Đồng Nai trông đẹp à, vâng. Nhưng đây không có mẫu chậu đẹp hả? Đây không có mẫu chậu đẹp mấy. Có mà, đã bảo dưới đây có. Cháu biết có mấy nhà đấy rồi. Có mấy cái chậu đẹp nó để bên trong mà không phải để bên ngoài đâu. Mấy nhà cho xem hết rồi. Chậu bình thường, không mẫu mới, đầy mẫu mới đẹp bây giờ. Đặt phát được xích được nhà. Cái cây này chắc nó phải vào cái chậu 4 triệu. Mới vừa. Đấy. Chậu 4 triệu mới vừa yên ạ. Phòng đẹp thật. Đây cái mặt sau này các anh nhé, mặt sau ui. Cái mặt sau lù như ông già 90 tuổi. Ủa cây này nó nhìn nó được tứ diện. Cái này phải vặt ở dưới, cái nhìn mặt nào nó vặt hết sạch mà. Vặt hết. Để xử lý ta tại sao rồi. Sang trọng. Xài vừa tỉa lá cái cốt xanh này, nếu mà để u tùm thì các bác khó nhìn, cái cốt nó to lắm các bác nhé, để to hơn cái xô sơn có vẻ gì cái vật, chung là nó là cái đồ một cây trực nguyên chi nguyên bản, gần như gọi là cây tán tầng trực nguyên chi, nói chung là nó là một cái cây trực cũ. Đây là tất cả hiện tại các bác như đây, hiện tại đây là đang là một cây xịn, không chắp ghép một cái gì, được hai cái vai to cũ này. À, chốt 3 chốt 4 này, toàn là chốt cũ hết các bác ạ. À, quý này, quý rồi đấy. Còn chất cây thì các bác nhìn thì biết rồi. Cây già mà lúc cục đây ông để quay gần đây. Để quay cho các bác xem cái tem cây và những cái vai cây này. Ông cứ đứng dậy rồi ông chia sẻ quay cho mọi người xem. Đi gần vào đây. Đây mọi người nhé. Đây cái này thì cái này mình dọn sạch để mình thay sang cái chậu khác các bác nhé. Cái chậu này là nó đang bị hết chất ăn rồi. Thì mình không dọn sạch đâu, nếu mà để mà cắt sạch sẽ ra mà để bán ấy, thì nhìn trông nó rất là gấu. Các bác nhìn cái phần thân bẹ cây. Thân bẹ cây đều tứ diện luôn. Bây giờ mà dọn sạch cái dễ con này đi, cây nó đang lực này, đang hư thuốc này nó rất là phí cây. Để nguyên này anh em nhìn đấy thì anh em có thể nhìn kỹ. Mình không cắt đâu, mình không cắt đẹp để mình bán đâu. Là anh em hiểu đồ thì anh em có thể là tự tư duy này, cút cũ này, cút đây, cút cũ to, toàn bằng móc tay giật này, đồ các bác nhìn cái đồ, cho tí nước mà nhìn nó khiếp. Đấy nhưng mà sai sẽ chia sẻ chi tiết nhé, các bác ngắm quay nó bị giật, có xem đây nhá, nếu như mà sai sẽ quay cho các bác xem, úi giời, sen này, mùa này rất nhiều sen. Đấy, những cái mầm lưu này, cái này rất rất nhiều mầm này các bạn này, anh em có thể thao lưu mầm thở, cái cây nó rất là sâu cây nhé, chất cây các bạn có nhìn chất cây dạ. cái vai này bằng cái bắp bẹn đấy, cái vai các bạn nó là cái những cái vai ấy à, nó là những cái vai cũ đây. Phể quá anh em ạ, đồ bệ bãi, nó là cây xịn nên bệ bãi rất đẹp, phần cổ ngọn đang nuôi, phần tay này được giật hết rồi này, các bác xem cái phần vai này,
Cái dã man quá. Đây. Form cái cây này thì form cây của nó rất là gấu, nó là form cân rất đẹp nhé. Đây à. Chọc cái sắt này. Các bạn nhìn phần bẹ. Bây giờ mình cắt cái rễ đi thì cái lộ cả cái tay đi, tất cả phần rễ lộ cả cái phần nuôi, mình không cắt để nuôi. Nuôi cho nó mím hết sẹo này. Đây là bên này hết sẹo, phần này các bạn nuôi nó lẩy lu này. Đây là cái review kỹ, đây là cái mặt trước nhé. Đây các bác xem. Phong cây thì nó miễn chê rồi, to lắm, to hơn Xuân Sơn. Đây các bác xem cái mặt sau nhé. Mặt sau của nó lại còn nhìn trông nó còn đẹp hơn cơ. Cho tí flash để mặt sau các bác nhé. À. Mặt sau cây như này mọi người. Cái đồ này toàn những cái chốt to đùng này, đấy, giật được lần nữa chuẩn bị ra tay cút ba nơi. Thấy không nhé, mặt sau được cái này nói chung là nó được cái tứ diện luôn mọi người nhé. Lưu cục chùm chìn chất này, tem cây đấy. Quay cho mọi người xem cây nó form nó quá là gấu luôn. Phê thật sự, phê luôn mọi người. Cái form cây đây em sai xin kết thúc video ở đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi em sai chia sẻ.